Kính chào cô chú anh chị, thì ngày hôm nay thì Mr. Cohen xin mời cô chú anh chị tham quan một cái vườn vừa xử lý ra bông xong bằng cái kỹ thuật đậy màng phủ trong những cái tháng mùa mưa. Thì trong cái quá trình mà trong cái thời gian mà ông anh mình thì đã xem những cái video mà trước đây Mr. Cohen có từng giới thiệu về cái kỹ thuật xử lý ra bông bằng kỹ thuật đậy màng phủ, thì anh chủ vườn đã tin tưởng và thực hiện cái kỹ thuật đậy màng phủ để mà xử lý ra bông trong những cái tháng mùa mưa, và hiện tại thì cái vườn đang là ra bông rất là tốt. Thì ngày hôm nay thì Mr. Cool xin quay cái vườn để mà chia sẻ về những cái công việc mà đã làm trong cái thời gian qua cho cô chú anh chị mình trồng cam theo dõi, cũng như là những cái cô chú anh chị nào sắp sửa làm bông trong cái tháng Tết, qua Tết hoặc là trong những cái tháng mùa mưa thì các anh chị có thể là tham khảo. Thì đây là cũng là những cái quy trình thực sự mà anh em cùng làm trong cái thời gian qua. Thì một cái duyên tình cờ thì gặp nhau chỉ chủ yếu là trên xem cái video, và anh chủ động liên hệ, hai anh em trao đổi qua điện thoại cũng như là tin nhắn và Zalo thì hướng dẫn. Thì trong cái quá trình làm á, thì những cái gì mà anh chưa rõ còn thắc mắc thì anh để lại tin nhắn, thì sau đó thì khi mình rảnh thì mình đã phản hồi lại với anh. Thì thông tin về cái vườn chút xíu, đó là cái vườn này thì thực hiện mà cái cam để làm bông thì tầm khoảng là 16 tháng tuổi thì bắt đầu tiến hành mà mình làm bông. Thì những cái công việc mà đã làm trong cái thời gian qua thì mình sẽ chia thành nhiều phần để mà cho các anh chị mình dễ theo dõi, cũng như là có những cái thông tin nói cho kỹ để khi mà anh chị làm thì cho nó dễ thực hiện hơn. Thì trong cái quá trình vừa mà mình làm á, thì cái khâu đầu tiên đó chính là cái khâu mà chúng ta sẽ chuẩn bị. Thì trước khi mà chúng ta tiến hành đậy màng phủ á, thì các anh chị cũng biết thì chúng ta sẽ trong cái mùa mưa, thì mùa mưa là đây là một trong những cái thời điểm cũng như là những cái điều kiện thuận lợi cho cái bệnh mà nó tấn công vào cái dàn rễ. Chính vì thế mà trước khi á, chúng ta sẽ để ý khi mà thấy cái dàn lá của mình nó ra cơi xong, nó chuẩn bị chuyển lụa, thì mình có khuyến cáo là cho anh đã áp dụng, đó là mình gãi vôi, mình gãi khoảng một công như vậy, khoảng chừng 2 bao vôi. Rồi gãi vôi phôi xong thì tầm khoảng là 3 ngày sau thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình cho gãi lân. Thì trong cái quá trình làm á, thì mình có khuyến cáo là sử dụng cái lân lân long thành kết hợp với kali, thì tầm khoảng là 3 bao lân kết hợp với khoảng là 30 kg kali. Tuy nhiên trong cái quá trình mà anh làm á, thì dính ngay cái đợt giãn cách xã hội, chính vì thế mà cái lân á thì không có hàng tại đại lý, anh đã sử dụng cái lân kali để thay thế. Tuy nhiên có cái sự khác biệt rõ ràng đó là cái lân kali mà thực tế bao 25 kg á, thì khi mà anh chị gãi á, thì cái khả năng của nó, cái kìm hãm cái đọt nó không có tốt so với cái lân long thành kết hợp với kali. Thì trong thời gian đậy tầm khoảng tháng là bắt đầu suy tược hơi nhiều. Thì đây là một cái điểm lưu ý mà khi anh chị mới mốt á, có thể là thực hiện trên vườn mình, thì cố gắng là sắp xếp là mua cái lân long thành kết hợp với kali, là cái liều lượng là tầm khoảng là 3 bao súp ba lân long thành kết hợp với khoảng là 30 đến 40 kg kali cho cái đơn vị là một công là 1.000 m². Dạ, thì 1.000 m² của anh ở đây thì anh trồng theo thông tin từ chủ vườn á, thì anh đã trồng tầm khoảng là hơn 400 cây trên 1.000 m². Thì cái mật số đây là cái mật số mà ở sau ghe ở Vĩnh Long là thường là trồng rất là dày. Tuy nhiên á, thì chắc có thể là đây là cái công tầm lớn, vì thế các anh chị cũng thấy thiết kế clip, cái clip rất là rộng, không giống như những cái vườn mà trước đây mình quay. Cái clip rộng, đường đi rất là thênh thang, cây thì phát triển tán rất là tốt. Thì mấy anh chị cũng thấy ha, bây giờ đã dở màng phủ tầm khoảng là 3 tuần, 2 tuần đến 3 tuần, thì bây giờ bông nó đang nhú ra rất là nhiều. Thì trong cái giai đoạn mà cam mà chúng ta nhú ra thì các anh chị cũng lưu ý về những cái đối tượng mà chẳng hạn như là sâu dễ bùa, hay là cái rầy, hoặc là cái bệnh thắng thư tấn công bông. Thì mình xin chốt lại, đó là cái quá trình ban đầu chúng ta cần chuẩn bị, đó là thứ nhất
là chúng ta sẽ sử dụng cái lân. Trước tiên là chúng ta sẽ cần phải gãy vôi để mà chúng ta làm quản lý cái những cái nấm bệnh mà tấn công trong lòng đất. Rồi, đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là sau đó là khoảng 3 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta gãy lân và kali. Và khi mà gãy lân và kali, nếu như gặp thời tiết mà mưa thì chúng ta không cần phải tưới để cho phân nó tan. Nếu như chúng ta gãy xong mà gặp trong cái thời tiết mà nắng thì các anh chị nhớ là mình cũng phải tưới bình thường, giống như anh chị hàng ngày tưới tưới cam, thì nó để mà phân nó tan ra. Thì khi mà phân nó tan ra rồi thì cái cây của mình nó sẽ hấp thụ được lân và kali để nó ức chế lại cái khả năng sinh trưởng, để mà nó sau này nó sẽ tạo mầm và nó chuyển qua cái khả năng sinh sản. Thì đó là cái công việc mà đầu tiên Mr. Quinn kết hợp với ông anh chủ vườn ở xã Bình Ninh, ở xã Long Mỹ đã làm. Trong cái thời gian mà giãn cách xã hội thì chủ yếu là hai anh em thực hiện cái quá trình này thì chủ yếu là qua điện thoại và qua tư vấn, gửi tin nhắn vào Zalo, hoặc là những cái cũng giống như những cái cơi đọt như thế nào để chúng ta tiến hành gãy lân hay là chúng ta xịt thuốc, thì anh chụp hình hoặc là quay phim anh có gửi qua cho mình để mình xem, để mình tư vấn cho anh. Thì nói chung là cũng rất là may mắn, thì cũng như là cảm ơn các anh em đã tin tưởng trong cái thời gian qua, để sau khi coi những cái video của Mr. Cool thì mấy anh em đã tự tin mà làm. Thì hy vọng là trong cái thời gian tới thì sẽ có thêm những anh em đã xem cái kênh của mình và có thể là tự tin làm. Thì cuối lời thì Mr. Cool xin kính chúc cô chú anh chị mình sẽ có thêm những cái thông tin hữu ích để mà chúng ta thực hiện trên cái vườn nhà của mình để cho thành công. Thì ở những cái phần tiếp theo thì Mr. Cool sẽ giới thiệu cho từng cái giai đoạn để cho các anh chị dễ theo dõi cũng như là dễ thực hiện. Thì cuối lời xin Mr. Cool xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe theo dõi. Xin chào tạm biệt.